Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo truy tìm các đối tượng thực hiện vụ cướp giật 1 tỷ đồng của một người phụ nữ ở đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Vào chiều ngày hôm qua, một người phụ nữ tới ngân hàng ở thành phố Vĩnh Yên rút 1 tỷ đồng, sau đó nạn nhân để trong túi xách rồi lên ô tô về nhà. Khi về tới nhà, nạn nhân bước xuống ô tô thì bị 3 thanh niên đi trên 2 xe máy áp sát, giật túi xách rồi bỏ trốn. Đặc điểm 3 đối tượng cần truy tìm gồm 2 đối tượng là nam giới, đi mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu xanh đậm, biển kiểm soát 29X5-12932 là biển giả. Một đối tượng là nam giới đeo kính gọng đen, đi xe mô tô nhãn hiệu Honda Way màu xanh đậm, biển kiểm soát 33M6-7321 cũng là biển giả. Ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng có đặc điểm trên thì kịp thời bắt giữ và báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc qua số điện thoại 0692 621 236 hoặc điều tra viên Nguyễn Việt Hùng, số điện thoại 0975 125 335 để phối hợp giải quyết theo quy định. Còn vào tối qua tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành bàn giao đối tượng Im Chu Sup, 53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để di lý về nước xử lý theo quy định của pháp luật sở tại. Theo tài liệu điều tra, từ giữa tháng 2 năm 2024, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện Im Chu Sup có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn. Trước khi đến Đà Nẵng, đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lẩn trốn một thời gian tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 25 tháng 2, đối tượng đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Im Chu Sup thừa nhận mình bị cơ quan chức năng Hàn Quốc điều tra về trang web đánh bạc bất hợp pháp với số tiền là 44 tỷ won, tương đương khoảng hơn 800 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng dùng rất nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin hoặc là chưa am hiểu nhiều về công nghệ thông tin. Mới đây, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị thông báo đang xác minh tin tố giác tội phạm đối với một số đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội Facebook nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 5 năm 2022, Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Đức Thủy sinh năm 2002, trú thôn Tân Kiên, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Xuân Quý sinh năm 2000, trú thôn An Thuận, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì sau một thời gian dài chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, chúng tôi đã xác định đối tượng nhóm đối tượng này hoạt động và ẩn náu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sau đó chúng tôi đã tiến hành thành lập tổ công tác trực tiếp ra Quảng Trị phối hợp với phòng VA05 Quảng Trị. Thì sau 3 ngày liên tiếp chúng tôi tiến hành xác minh, chúng ta đã xác định được và tiến hành bắt giữ 2 đối tượng này. Thủ đoạn của nhóm đối tượng Nguyễn Đức Thủy và Nguyễn Xuân Quý là gửi tin nhắn qua Messenger đến các tài khoản cá nhân nhờ bình chọn tài năng nhí theo đường link do chúng tạo ra. Khi các bị hại truy cập đường link dẫn đến trang web có giao diện tài năng nhí để bình chọn, sẽ bị các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook cá nhân. Sau đó, các đối tượng gửi tin nhắn đến tài khoản Messenger, Facebook, bạn bè, người thân của bị hại để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt. Với thủ đoạn trên, cơ quan công an xác định, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022, Thủy và Quý đã hack hơn 300 tài khoản Facebook của nhiều người và lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng. Tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đức Thủy 13 năm 3 tháng tù, Nguyễn Xuân Quý 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và không chỉ ở Bình Phước không, mà qua công tác trao đổi phối hợp thì chúng tôi cũng xác định là cái thủ đoạn này nó vẫn diễn ra ở nhiều địa bàn tỉnh thành trong cả nước. Thì vừa rồi thì Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã tiếp nhận một số tin báo liên quan đến cái vấn đề lừa đảo bằng cái thủ đoạn là hack Facebook, sau đó là mượn tiền và chiếm đoạt tài sản. Đến thời điểm này, các đối tượng đã hack hơn 400 tài khoản Facebook cá nhân bằng cách gửi đường link dẫn dụ chủ tài khoản Facebook truy cập vào các trang web giả mạo để bình chọn giọng hát Việt nhí 2023, rồi dùng mã độc chiếm đoạt tài khoản Facebook. Sau đó tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo nhắn tin qua ứng dụng Messenger cho bạn bè, người thân của chủ tài khoản Facebook này để mượn tiền với lý do hàng về mà ngân hàng đang bảo trì và yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức tuyên truyền phổ biến đến mọi người để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phạm tội. Khi cần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, cần kiểm tra chính xác thông tin của người nhận để không rơi vào bẫy lừa đảo của chúng. Trường hợp đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên thì liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn. Tại tổ 13 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trốn thi hành án. Đối tượng Đặng Văn Quý sinh năm 1989 trú tại xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn bị công an thành phố bắt quả tang về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 23 tháng 5 năm 2023. Ngày 18 tháng 1 năm 2024 bị Tòa án Nhân dân huyện Ba Bể tuyên phạt 16 tháng tù. Đến ngày 22 tháng 1, Quý đã trốn khỏi địa phương. Ngày 16 tháng 3 vừa qua, cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định truy nã. Sau hơn 2 ngày, đối tượng đã bị phát hiện khi đang làm thuê tại một công trình xây dựng thuộc địa phận tổ 13 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn. Sinh ngày 7 tháng 12 1989, Lê Tiến Nam. Và tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma vừa tiếp nhận 62 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả. Trong số này thì có một đối tượng có lệnh truy nã. Các công dân chủ yếu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm và bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện bắt giữ do không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Quá trình xác minh, tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1997, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi phạm tội vào cuối tháng 10 năm 2019, Nguyễn Văn Tiến đã xuất cảnh trái phép trốn sang Trung Quốc. Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với 61 công dân còn lại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã xác minh lý lịch cá nhân, khai thác thông tin và hướng dẫn quay trở về địa phương nơi cư trú theo đúng quy định. Với tinh thần đấu tranh kiên quyết triệt để, không khoan nhượng với tội phạm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu đeo trái phép trên vùng biển Tây Nam. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với đoàn trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tiến hành kiểm tra tàu TG 91387TS. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên do ông Võ Văn Tiên, sinh năm 1978, quê Cà Mau làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, trên tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã tiến hành lập biên bản niêm phong số hàng hóa vi phạm, sau đó dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý. Một xe đầu kéo đã tông vào xe ô tô 5 chỗ từ trong hẻm ra đường lớn khiến cho 1 người tử vong, 2 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày hôm qua trên đường Nguyễn Huệ thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước. Khoảng 23 giờ cùng ngày, tài xế Mai Việt Tùng trú tỉnh Lâm Đồng điều khiển xe đầu kéo biển số 49H02783 kéo theo rơ moóc lưu thông trên đường Nguyễn Huệ. Khi đến ngã ba giao nhau với hẻm 115 thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, bất ngờ va chạm với xe ô tô biển số 93A12305 do ông Nguyễn Thanh Tâm trú thành phố Đồng Xoài điều khiển, chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Phương cùng với bà Phạm Thị Tuyến. Cú tông mạnh khiến bà Phương tử vong, sau đó 2 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết từ ngày 15 tháng 3 tới đây, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như hành vi đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định trên đường Hoàng Minh Thảo và các cầu Trương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù. Cùng với đó, thì đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu và đánh giá để mở rộng phạm vi kiểm tra cho các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Thời gian qua, thì lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phạm về an toàn giao thông, ý thức người dân thì được nâng cao và tình hình giao thông, an ninh trật tự từng bước được đảm bảo. Tuy nhiên, tại một số cây cầu tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội thì tình hình vi phạm an toàn giao thông diễn ra rất phức tạp, như là tình trạng xe máy đi vào làn đường ô tô trên cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương hay là ô tô đi vào làn xe máy trên cầu Thanh Trì. Việc bất chấp quy định của pháp luật, phương tiện tham gia giao thông tùy tiện đã gây nên một số vụ tai nạn đáng tiếc. Kế hoạch trên được thực hiện nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt là trong việc tuân thủ quy định đi đúng làn đường, phần đường, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.